Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một cái hồ nước nhỏ nhỏ, nó nằm trong cái tổng quan của một cái khu vực trang trí sân vườn của một cái khu du lịch. Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập trạch về nhà bới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác. Giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn. Thì ở đây là một cái hồ nó nhỏ nhỏ thôi, nó hình cái cây đàn. Tại vì ở đây người ta phục vụ cái dịch vụ đàn ca tài tử. Quý vị đang nghe các cái nhạc sĩ và ca sĩ đang chơi đàn và hát. Thì nó trong cái hình như thế. Ở đây thì người ta trồng những cái cây như là cái cây bách thủy tiên, cây hoa súng và một ít cái bèo tắm. Ở bên dưới thì người ta nuôi một số cái loại cá kiển nhỏ nhỏ, rồi rong rêu. Ở đây người ta bắt cái cầu. Ở đây thì cũng xây gạch rồi ta tô là ta sơn dầu lên đây, nên nó cũng khá là thô sơ. Qua qua đi anh. Đây là cái sân vườn, có khá là nhiều cây xanh, cây hoa, dàn dây leo và một số cái tiểu cảnh khác. Đấy, chúng ta có thể làm cái hồ giống như thế này với những cái hình dạng khác nhau, hình vuông, hình chữ nhật, hình elip, hình quả tim. Đó, tùy theo cái quang cảnh cũng như là nó nằm trong một cái tổng quan, nó thể hiện cái ý nghĩa của cái công trình. Cái tiểu cảnh như thế này nó cũng khá là tiết kiệm chi phí, nó rất là chân quê. Và nếu nó đặt trong các cái khu vực sân vườn của các cái nhà hàng, các cái khu du lịch hay là các cái biệt thự nhà ở thì nó tạo cái cảnh quan nó dân dã, đồng thời khi có nước, có mảng xanh thì nó tạo cái cảm giác rất là dễ chịu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng cũng như là quan tâm đến video này.